Mình bảo lên các đảm lên, người chính ngươi sẽ cho sân này chiếm được để làm gia nghiệp đất mà ta đã thể với cha ông chúng là ta sẽ ban cho chúng. Tuy nhiên ngươi phải mạnh vào và bất các đảm để lo thi hành tất cả lề luật mà Môsê tôi chung của ta đã truyền dạy ngươi. Đừng đi chạy bên phải bên trái ngoài lề luật để được thành công ở bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Chớ gì sách luật này đừng rời khỏi miệng ngươi và ngươi sẽ suy gẫm sách luật đó.